Chào mừng anh chị và các bạn đến với bản tin cập nhật thị trường dòng tiền của Top Forex. Và mình là Nguyễn Thế Hưng, sẽ tiếp tục đồng hành với anh chị trên chặng đường đầu tư chứng khoán. Hôm nay là thứ sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021. Thì chúng ta đã có một cái phiên giao dịch cuối tuần cũng khá là thuận lợi khi mà thị trường VN-Index của chúng ta cũng đã có mức tăng gần 7 điểm trong cái phiên cuối tuần hôm nay. Và nếu mà chúng ta nhìn vào một số cái thống kê thì chúng ta có thể thấy được đó chính là về đồ động thị trường, thì chúng ta có thể thấy là mặc dù cái sắc xanh trên thị trường nó không có chiếm lĩnh quá nhiều, chỉ có 41% mã tăng điểm trong ở VN-Index, 44% mã tăng điểm ở HNX và 49% mã tăng điểm ở Upcom. Tuy nhiên về cái điểm chỉ số thì chúng ta có thể hôm nay là VN-Index của chúng ta đã tăng gần 7 điểm. Với mức tăng này đến từ những cái cổ phiếu lớn của trên thị trường đã giúp cho chỉ số của chúng ta đã tăng khá là tốt anh chị. Về cái chúng ta cùng xem xét một số thống kê về cái tỷ lệ cổ phiếu nằm trên đường trung bình, thì hôm nay chúng ta có thể thấy được đó chính là chúng ta đã tiệm cận đang đến một cái mức rất là tốt, đó chính là đến 74% mã cổ phiếu đã vẫn nằm phần trăm 74% mã cổ phiếu vẫn nằm trên đường EMA 20, nằm trên đường EMA 20. Thì cho thấy điều gì? Nó tính là cho thấy là cái thị trường chúng ta vẫn đang có một cái xu hướng tăng ngắn hạn, khi mà có đến 74% mã cổ phiếu nằm ở trong cái xu hướng tăng này. Và cái tiếp theo chúng ta có con số đến là 85% cổ phiếu nằm trên cái đường EMA 50. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy là có đến 85% cổ phiếu của chúng ta vẫn đang có một cái xu hướng tăng trong trung hạn. Vậy nhìn về cái tỷ hai cái con số thống kê này thì chúng ta có thể thấy được đó chính là thị trường của chúng ta đã trở lại và đã có một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn và trung hạn rồi anh chị nhé. Về tiếp theo về của phiên ngày hôm nay, chúng ta có giao dịch của khối ngoại thì cũng tiếp tục là không có gì lạ khi mà chúng ta chứng kiến trong phiên hôm nay tiếp tục là một cái phiên bán ròng của khối ngoại. Và nếu mà tính lũy kế thì có lẽ là khối ngoại đã bán một con số cũng khá là nhiều từ đầu năm tới nay rồi. Hôm nay tiếp tục một phiên bán ròng, chúng ta cũng không có gì lạ đối với hoạt động của khối ngoại trong cái khoảng thời gian gần đây nữa. Về phân loại theo dòng tiền thì hôm nay chúng ta có thể thấy được dòng tiền tập trung vào nhóm Large Cap và VN30. Chỉ có một lượng nhỏ là của trong nhóm Small Cap. Dòng tiền hôm nay ở nhóm mid cap thì chúng ta sẽ cũng không có thấy nhiều. Về tăng trưởng theo nhóm ngành hôm nay thì chúng ta có được một nhóm ngành thu hút được dòng tiền nhiều nhất, đó chính là nhóm ngành công nghệ mà tiêu biểu của ngày hôm nay, đó chính là cổ phiếu FPT với mức tăng là 4,9%. Thì cũng chính cổ phiếu FPT này chính là cổ phiếu mà đã giúp cho nâng đỡ thị trường chúng ta và giúp cho thị trường chúng ta có một cái phiên tăng điểm rất là tốt trong phiên hôm nay, đó là mức tăng gần 7 điểm. Ngoài cái nhóm công nghệ thì chúng ta cũng có chứng kiến một cái số nhóm ngành khác cũng có mức độ hút dòng tiền cũng tương đối, đó chính là nhóm ngành thực phẩm. Thì chúng ta có những cái tên đó chính như là VHC, ANV, Masan. Nhóm ngành vận tải thì chúng ta có những cổ phiếu như là GMDF, RMD và HAH, vân vân. Về nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta có những cái tên như là Techcombank, HD Bank, ICB, STB. Thì như vậy thì trong một khoảng thời gian khá lâu thì chúng ta mới chứng kiến được những cổ phiếu ngân hàng nó bắt đầu có dấu hiệu dòng tiền trở lại, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là cái dòng tiền của nhóm ngân hàng hiện tại nó vẫn còn khá là yếu. Nó vẫn chưa có nhiều. Như vậy thì sau một tuần giao dịch thì cuối cùng thì vào ngày hôm nay chúng ta đã có một cái tình hình, một cái diễn biến của thị trường của VN-Index nó đã trở nên tốt hơn khi mà chúng ta có thể thấy là VN-Index đã chính thức vượt khỏi một cái niêm tam giác tích lũy cực kỳ khó chịu mà nó đã diễn ra từ tháng 7 cho đến hôm nay. Và cuối cùng thì trong tuần này chúng ta đã có được những cái phiên nó vượt khỏi cái kênh này. Thì đây là, đó chính là điều đáng mừng của thị trường của chúng ta. Và chính điều này cùng với cái thống kê của Top Farmer Group mà chúng ta đã thể thấy được là thị trường của chúng ta đã
bước vào một cái xu hướng tăng mới, bước vào một cái xu hướng tăng ngắn hạn mới, với hiện tại là chúng ta có thấy là trên với 74% mã cổ phiếu đã vẫn giữ trên mức tăng ngắn hạn. Thì nhìn vào cái bức tranh này, chúng ta có thể dự báo được, đó chính là chúng ta có thể có được những cái phiên tăng điểm tiếp vào những cái phiên giao dịch tuần sau, bởi vì chúng ta đang có một cái xu hướng tăng ngắn hạn khá là tốt. Thì mình thông thường theo một cái phương pháp mà giao dịch dựa vào kỹ thuật, thì sau khi mà giá cổ phiếu hay là thị trường nó vượt ra khỏi một cái kênh kháng cự, thì khả năng cao nó sẽ quay lại, nó test lại cái kênh kháng cự này, nó sẽ test lại, nó ghi test lại cái vùng mà có đông đảo cái lực lực cung và lực cầu ở vùng này. Thì khả năng cao thì thị trường chúng ta nó có thể quay lại, nó test lại cái vùng hỗ trợ này trước khi mà nó có thể tiếp tục tăng tiếp trong cái khoảng thời gian tới. Chúng ta đây sẽ có một cái vùng giá, có thể là vùng giá như thế này, vùng giá hỗ trợ ở tại đây. Khi mà VN-Index của chúng ta nó có sự điều chỉnh và nó sẽ có thể backtest lại vùng này, và nó sẽ mới bắt đầu tiếp tục một cái xu hướng tăng mạnh tới trong giai đoạn từ đây đến cuối năm. Tiếp theo chúng ta có thể thấy được, dù là chúng ta đã chính thức thoát khỏi cái kênh kháng cự này rồi, tuy nhiên thì về khối lượng, thì chúng ta vẫn chưa thấy được một cái sức mạnh to lớn của dòng tiền là cái tham gia vào cái đợt rớt khỏi cái vùng tích lũy này của VN-Index. Thì chúng ta sẽ có một cái xác suất thắng cao hơn khi mà chúng ta có thấy được một cái sự tham gia mạnh mẽ hơn của dòng tiền. Tuy nhiên thì cái khối lượng giao dịch hay chúng ta hay dòng tiền trong các phiên gần đây, mặc dù VN-Index đã rớt khỏi cái kênh cái vùng kháng cự, cái kênh kháng cự này, tuy nhiên cái dòng tiền nó vẫn chưa có quá nhiều. Hiện tại nó vẫn chưa có một cái mức mức tăng quá rõ rệt. Nên có thể sẽ có những cái phiên đạp điều chỉnh sắp tới và về về lại cái vùng giá, về lại cái vùng hỗ trợ này, và nó sẽ có đợt những cái đợt retest ở đây để kiểm định được cái cung cầu, để có thể xác nhận được là thị trường của chúng ta đã chính thức là nó tạo một cái con sóng tăng mới trong cái quý 4 này hay chưa. Thì đó, nếu mà khi mà thị trường của chúng ta có những cái đợt test này, thì đó cũng có thể là những cái cơ hội mới để mà chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, đón một cái xu hướng tăng mới trong thời gian tới. Thì với việc những cái thông tin tích cực của tình hình về mở mở cửa ở thành phố Hồ Chí Minh, và những cái thông tin như là sẽ có những cái đợt tiếp tục là cung ứng dòng tiền để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế trong cái thời gian tới, thì đó là sẽ là những thông tin tích cực có thể thúc đẩy thị trường của chúng ta bật tăng mạnh trở lại trong cái thời gian tới. Thì như vậy thì Hưng sẽ phân tích sẽ đưa ra một số phân tích về cái nhóm ngành mà chúng ta có thể sẽ quan tâm trong cái tuần giao dịch tiếp theo và cái tuần giao dịch của chúng ta. Thì dựa vào biểu đồ sức mạnh ngành thì chúng ta hiện tại có thể thấy nó chính là chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành mà nó sẽ thuộc vào nhóm tăng trưởng và cái nhóm ngành dẫn dắt. Thì những cái của nhóm ngành này nó sẽ là những nhóm ngành mục tiêu của chúng ta trong cái tuần giao dịch tiếp theo và các tuần giao dịch kế tiếp nữa. Thì hiện tại dựa vào biểu đồ này chúng ta có thể thấy, đó chính là đầu tiên đó chính là nhóm ngành ngân hàng. Chúng ta có thể là nhóm ngành ngân hàng trong thời gian trước nó ở nằm trong cái nhóm tụt hậu, thì trong cái tuần vừa qua, thì trong cái tính ở cái tuần hiện tại thì nó cũng đã chính thức nó vượt khỏi cái thoát khỏi cái nhóm tụt hậu, và hiện tại nó đã bước vào cái nhóm tăng trưởng. Mặc dù cái đà tăng của nó vẫn chưa có nhiều, nó cũng vẫn đang trong giai đoạn phục hồi thôi. Tuy nhiên nhóm ngân hàng với việc mà đã quay lại với nhóm tăng trưởng thì khả năng nó sẽ là nhóm ngành trong cái tuần tới của chúng ta có thể góp ích vào cái đà tăng của thị trường. Tiếp theo chúng ta có nhóm ngành dầu khí.
thì nhóm ngành dầu khí sau khi thoát khỏi giai đoạn tụt hậu thì nó đã vượt lên đà tăng trưởng và rất nhanh, sau đó thì nó hiện tại nó cũng đã bước vào cái nhóm ngành dẫn dắt. Thì với việc nhóm ngành dầu khí đã tăng mạnh và đã nằm trong nhóm ngành dẫn dắt này thì chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng nhóm ngành dầu khí sẽ tiếp tục là nhóm ngành tiên phong dẫn dắt VN-Index trong cái thời gian tới, với việc tiêu biểu tăng mạnh của các cổ phiếu như là RAT, BSR, BVD, BVS. Thì các cổ phiếu này, nếu mà chúng ta nhìn chạy của các cổ phiếu này thì chúng ta cũng đã thấy là nó đã tăng rất mạnh trong thời gian đây. Và với việc cái đà dẫn vẫn đang các cổ phiếu dầu khí vẫn nằm trong nhóm dẫn dắt thì chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng các cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng nữa với những mức tăng tốt trong tương lai và đóng góp vào cái đà tăng của chung của VN-Index. Tiếp theo, nhóm ngành thứ ba chúng ta có đó chính là nhóm ngành thép. Với việc nhóm ngành thép cả 4 4 năm tuần liên tiếp thì nhóm ngành thép vẫn đang duy trì cho mình ở trong nhóm ngành dẫn dắt. Thì rõ ràng nếu mà cái việc đà tăng của nhóm ngành thép trong thời gian qua nó đã cực kỳ tốt, và với những cái case đầu tư đó chính là liên quan đến hoạt động đầu tư công, hoạt động đẩy mạnh đầu tư công của nhà nước trong giai đoạn từ đây đến cuối năm để hoàn thành cái mục tiêu phân bổ nguồn vốn cho đầu tư công, thì nhóm ngành thép đã hưởng lợi khá là nhiều, và hiện tại nó vẫn chưa cho thấy là mình có dấu hiệu sẽ suy yếu đi, mà nó đã thậm chí nó đã cho thấy dấu hiệu là nó đã bật tăng trở lại. Thì như vậy nhóm ngành thép sẽ là nhóm ngành mà chúng ta sẽ tập trung quan tâm và quan sát trong cái thời gian, trong cái tuần tiếp theo, tuần giao dịch tiếp theo của chúng ta, tiêu biểu với các cổ phiếu như là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, SMC, vân vân. Thì nhóm ngành thứ tư, một trong tiếp tục nhóm ngành thứ tư nằm trong dự báo mà chúng ta có thể tập trung và giao dịch trong cái tuần tiếp theo, đó chính là nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng. Thì đối với nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng thì chúng ta sẽ có tiêu biểu như của các cổ phiếu như là Thế Giới Di Động, Digiver, FRT, BEP, vân vân. Thì đầu tiên là chúng ta có thể thấy hiện tại á, thì nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng nó vẫn chỉ mới tiệm cận thoát khỏi cái vùng suy yếu và đang tiệm cận quay trở lại với nhóm ngành dẫn dắt. Cái đà tăng của nó thì hiện tại nó vẫn chưa có thật sự quá mạnh. Tuy nhiên thì với việc mà nó đã quay quay lại đà tăng như thế này, chúng ta có thể kỳ vọng nhóm ngành này trong tuần tiếp theo nó sẽ bật tăng tốt trở lại và sẽ là nhóm ngành đóng góp vào cái đà tăng cho VN-Index của chúng ta. Thì ngoài ngoài việc chúng ta dự báo những cái nhóm ngành đã có khả năng sẽ tăng tốt hoặc là đóng góp tốt vào cái đà tăng của VN-Index trong cái tuần tới, thì chúng ta cũng phân tích qua sơ qua những cái nhóm ngành mà đang có sự suy yếu cái sức mạnh của mình. Đầu tiên chúng ta có thể thấy được đó chính là nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán sau một cái khoảng thời gian ngự trị ở trong nhóm dẫn dắt là nhóm ngành đã kéo thị trường của chúng ta trong một cái giai đoạn khá là dài trong thời gian trước, thì hiện tại nhóm ngành chứng khoán đã có sự suy yếu. Chính vì vậy mà các cổ phiếu này nó cũng đang tạo nên một cái nó về về một cái vùng nền tích lũy mới. Thì tuy nhiên thì với việc mà thị trường chúng ta đã bước vào một cái xu hướng tăng ngắn hạn mới, thì chúng ta có thể sẽ rất nhanh chúng ta có thể chứng kiến được các cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán sẽ bật tăng trở lại. Tuy nhiên đó chưa phải là có khả năng chưa phải là câu chuyện của tuần tiếp theo, mà có thể là câu chuyện của các tuần tiếp theo nữa, khi mà nó đã tạo một cái nền giá tốt, sau đó nó mới có thể khả năng bật tăng tốt trở lại được. Những nhóm ngành khác trong thời gian vừa từ trong thời gian qua từ nhóm ngành dẫn dắt và đã có sự suy yếu lại, chúng ta có những cái tên như là bất động sản khu công nghiệp, có thể kể tên như là RVR, KBC, chúng ta có một cái số cái tên như là RVR, KBC, Long Hậu, LCG, vân vân. Nhóm ngành vật liệu xây dựng cũng đã có sự suy yếu. Nhóm ngành vật liệu xây dựng và nhóm ngành thép là những cái nhóm ngành mà đã được hưởng lợi rất nhiều từ đầu tư công. Thì nhóm ngành vật liệu xây dựng chúng ta cũng có đa dạng, ví dụ như có xi măng, có đá, có nhựa đường, vân vân. Thì nhóm ngành xây dựng trong tuần này cũng đã có cái sự suy yếu.
Tiếp theo đó chính là nhóm ngành vận tải. Thì nhóm ngành vận tải thì sau một khoảng thời gian dài tăng trưởng mạnh như tiêu biểu như các cổ phiếu như GMDF, HAH, thì nó cũng đã có sự suy yếu đáng kể. Thì trong phiên hôm nay, mặc dù các cổ phiếu qua nhóm vận tải đã có bật tăng trở lại, tuy nhiên thì cái đà tăng của nó không còn nhiều nữa, bởi vì cái giai đoạn trước thì nó đã tăng cực kỳ mạnh rồi. Và cái giai đoạn tăng mạnh nhất đó là khi mà cái nhóm ngành này nó nằm trong cái vùng nhóm dẫn dắt. Còn hiện tại khi mà nó đã vào cái nhóm giai đoạn suy yếu rồi thì đó nó không còn một phải là cơ hội tốt để mà chúng ta tham gia vào nhóm ngành vận tải nữa. Và tiếp theo đó chính là các cổ phiếu của nhóm ngành xây dựng. Thì đối với các cổ phiếu nhóm ngành xây dựng thì cũng là những cái cổ phiếu mà được hưởng lợi từ cái hoạt động đẩy mạnh đầu tư công khá là nhiều. Tuy nhiên là sau hiện tại đến thời điểm hiện tại thì các cổ phiếu nhóm ngành xây dựng cũng đã bước vào cái nhóm suy yếu này, nên khả năng cao thì giờ các tuần tiếp theo cái cổ phiếu nhóm ngành xây dựng sẽ có một cái sự chập chững ở trong cái biểu đồ giá, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi các cổ phiếu của nhóm ngành xây dựng quay lại cái xu hướng tăng, thì chúng ta mới hãy tham gia. Thì như vậy thì chúng Hưng cũng đã phân tích và thống kê cổ phiếu trong phiên ngày cuối tuần, và cũng như là những cái dự báo về những cái nhóm ngành có thể tăng trong cái tuần tiếp theo. Cảm ơn các anh chị nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi bài phân tích đến hiện tại. Nếu anh chị nhà đầu tư cảm thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh Top Farmer Đức và chia sẻ các video clip để có thể mang được nhiều giá trị đến nhiều người hơn nữa. Một lần nữa Hưng xin cảm ơn chị nhà đầu tư và chúc anh chị nhà đầu tư được nhiều thành công trên chặng đường đầu tư chứng khoán.